Con làm gì ạ? Con đang học bài bài ba hôm con Con thì con chăm mẹ mẹ hôm con thì con chăm ba cả nhà ta cũng thương yêu nhau xa là nhớ nhà là cười. Giỏi quá ta. Con mang cặp đi đâu vậy? Con ba hôm con con hát rồi. Mày hỏi con mang cặp đi đâu vậy? Ba thương con mà. Ba thương con. Ba thương con thì con giống mẹ. Mẹ hơn con thì con giống ba. Cha nhà ta cũng muốn ai yêu nhau. Xa là nhớ, hơn nhau là cùng. Giỏi quá ta. Đứng dậy cho mẹ coi coi. Đây mẹ áo làm đẹp quá ta. Đứng dậy mẹ coi. Vậy sao con ngồi được? Con uống đi nước á. Uống nước nè.
thì con uống đi. Mẹ uống mấy nước đi. Thôi mẹ không khát, con uống đi. Cái hết. Ngon lắm. Mẹ cảm ơn, ngon. Để con bỏ bình nước vô ha. Cường hương. Bỏ bình nước vô đây. Thôi chào các quý vị khán giả đi. Con quay đi, con chưa chào quý vị khán giả nè. Nhìn lên đây. Nghe không? Làm gì vậy ta? Cái con bỏ bình nước. Con về học. Con đi học bằng cặp đất phải không? Mai mẹ đổi cặp đất cho con đi học nha. Hai hai chào quý vị khán giả đi. Chút quay nữa. Chào quý vị khán giả đi. Rồi ha. Em con quay nữa mẹ. Quay đây con nói chuyện với quý vị khán giả đi. Chào Hiến Dạ. Con đang làm gì vậy? Đang làm. Con đang làm gì? Đang đi học. Đi học hả? Con đi học bên đây. Mang được không? Giỏi quá ta, tự mang cặp luôn. Cái này sửa thôi chứ. Rồi, xong giờ giỏi rồi. Xinh xắn quá ta. Nay mặc áo đẹp nữa. Thôi ha, chào cái gì khán giả đi. Trời không hả? Thôi được rồi, bỏ ra. Chiều qua kia chào cái gì khán giả đi. Âm tám cũng quay nữa. Ông quay con nói chuyện với ông bà đi. Ông bà cho chú các bạn. Em là mấy cái kia là con leo cặp. Để con lẫn lúc leo cặp bán đũa. Nói cái gì vậy ta? Con đánh tiêu. Con đánh nó tiêu hả? Sao con đánh nó tiêu? Mẹ, tiêu lên đi về lại chơi rồi. Ốc tiêu không có nhà này thôi. Vậy chào quý vị khán giả đi. Thôi ốc tiêu không có nhà. Ốc tiêu đâu có nhà đâu. Ốc tiêu về. Chú bóc tiêu về. Đúng rồi, chú bóc tiêu về. Con đi đâu vậy? Đi qua mẹ Duyên chơi với em thôi. Ok. Con đi mẹ quay clip cho coi. Lấy bút kì cho chị Na. Lấy bút kì cho chị Na hả? Con bỏ cho chị Na. Thôi đi lấy chút kia bàn kìa. Sao con lăng xăng quá vậy? Con bỏ cho chị Na.
Rồi. À, thôi chào quý vị ông bà đi. Con quay lộ. Chú qua qua nhà hai chị quay. Đây ha. Rồi ha, chào người ông bà cô chú nha. Em con quay lộ. Mấy gì? Con không chịu nói chuyện với ông bà con ngồi con làm gì vậy? Thôi khỏi đi. Em mày bỏ cho. Để con bỏ đây. Đúng rồi. Dạ, bỏ chưa? Rồi. Rồi. Đó, con mang đợi đó. À, đi qua hai chị. Không mang dép luôn. Là tôi con chào quý vị khán giả đi. Dạ con tạm biệt ông bà cô chú quý vị khán giả. Giờ chút nữa quay, giờ chút mẹ quay cái khác cho con nha. Giờ con chào đi, con chào clip này đi. Mẹ con muốn quay nữa. Còn một chút mẹ quay clip khác. Bây giờ mẹ dừng clip này đi. Ha. Con quay clip này nữa mà. Giờ quay clip này con quay đi, con quay đi, con nói chuyện đi, con đang làm gì vậy? Mẹ ơi. Đi làm. Mẹ ơi. Đi làm. Mẹ ơi. Sao? Đi làm. Nhìn em xong là lù 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 lù. Rồi ha, chào đi, chút 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 rồi mình quay tiếp nè. Không quay nữa mà. Thôi đừng nhẽ không sao. Mày mày cài chứ, lại mày cài chứ. Lại mày cài chứ. Mày cài cho đẹp. Con không biết cài, đó đau đó. Đó, mày cài chứ. Đây, sửa này. Sửa này mày cài cho sửa này. Ok. Mày đeo đi. À, mày đeo hả? Dạ, xin chào quý vị khán giả. Con chớm nha. Ừ, con chớm ha, rồi thôi ha. Chào quý vị khán giả đi. Thôi gãy tủ của chị Na đó, đi ra. Chúng em nè, rồi thôi sửa, đi vô sửa mang cái cặp đó, không có vô trong đó được đâu. Nghe lời mẹ, đi bước ra. Con chơi. Cái đồ của chị á. Sửa bước ra ngoài đây nè. Để chị lấy từng đã ha. Giờ sửa bước ra đây mẹ, sửa bước ra đây mẹ. Vậy thôi ha, chào chào quý vị bà cô chú đi. Nè chào nè. Dạ xin kính chào quý vị ạ.